Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 7 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Các khu công nghiệp của tỉnh tiếp nhận 38 dự án đầu tư. Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thu gom nước thải ở thành phố Hưng Yên. Huyện Văn Lâm huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Một số dự án sản xuất gạch chuyển đổi lò gạch tuy len kiểu đĩa, bước đầu giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Phát hiện thi thể phụ nữ nghi bị sát hại ở nghĩa trang thị trấn Khoái Châu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 10, thành phố Hưng Yên đã tổ chức trung khảo hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019. 10 thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, thực hành thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Các thí sinh đều có cách trình bày lôi cuốn, nội dung phong phú từ những vấn đề sát với cơ sở như vận động nhân dân hiến đất làm đường, tuyên truyền bảo vệ môi trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến ngăn chặn lợi dụng truyền thông kích động dư luận xã hội trong thời kỳ bùng nổ mạng xã hội như hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ thị 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tình hình Biển Đông gần đây, các vấn đề thời sự của thành phố, của tỉnh trong nước và quốc tế. Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức về vai trò nhiệm vụ và tầm quan trọng của hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng cho các ủy đảng chính quyền các cấp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cho các thí sinh xuất sắc. Trong 9 tháng đầu năm, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 38 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng của các dự án hơn 400 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2018, các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng 158%, trong đó có 25 dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt 72% kế hoạch của cả năm 2019. Các dự án đi vào hoạt động đã tạo thêm việc làm mới cho gần 2.000 lao động, đóng góp ngân sách nội địa 1.500 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2019, tại các khu công nghiệp thu hút khoảng 40 dự án đầu tư mới với tổng số vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng của các dự án đầu tư khoảng 500 triệu đô la Mỹ. Xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào có nghề mộc truyền thống, dù trải qua bao thăng trầm nhưng người dân nơi đây vẫn gắn bó với nghề này, qua đó tạo việc làm và thu nhập cao cho nhiều lao động tại địa phương. Xã Hòa Phong hiện có trên 700 hộ làm mộc, tập trung tại hai thôn là Phúc Miếu và thôn Vân Dương. Nguyên liệu chủ yếu là gỗ hương và gỗ cầm được nhập khẩu từ nước ngoài. Theo các hộ làm mộc cho biết, để làm ra một sản phẩm đẹp, ngoài lựa chọn những loại gỗ tốt, phù hợp, có hoa văn tinh xảo, thì người thợ làm nghề cũng phải thật khéo léo và tỉ mỉ trong từng chi tiết. Ngoài ra, người thợ cũng cần linh hoạt sáng tạo để có thể cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Đến nay, hầu hết sản phẩm được tiêu thụ ở Đài Loan và trong nước, chủ yếu là khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó điển hình như hộ anh Nguyễn Văn Ngoan, anh Vũ Đình Huấn ở thôn Phúc Miếu đều cho thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng một năm. Bên cạnh đó cũng tạo việc làm cho nhiều lao động có tay nghề với mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Nhờ quản lý tốt và nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch của cán bộ nhân viên, 9 tháng đầu năm nay, doanh thu của công ty điện lực Hưng Yên tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2018. Công ty điện lực Hưng Yên đã bán ra gần 3,1 triệu kWh điện năng thương phẩm. Qua đó, doanh thu trong 3 quý đầu năm đạt 5,4 nghìn tỷ đồng. Để có được kết quả này là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và các công ty điện lực trực thuộc công ty. Điển hình là thực hiện tốt quy trình 5S, xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh triển khai các giao dịch điện tử trong quản trị và thanh toán tiền điện điện tử. Với phương châm sáng thu hoạch lúa, chiều trồng cây vụ đông, đến nay trên địa bàn huyện Kim Động, bà con nông dân đã trồng được hơn 300 ha cây vụ đông sớm. Vụ đông năm nay, toàn huyện Kim Động có kế hoạch trồng với diện tích 1.000 ha. Tính đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn huyện đã trồng được trên 300 ha, chủ yếu là cây ngô và bí đỏ, tập trung ở một số xã như Nhân La, Phú Thịnh, Vũ Xá. Các diện tích cây vụ đông sớm như bí đỏ chuẩn bị cho thu hoạch. Theo ước tính, mỗi sào vụ đông sớm sẽ cho thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng. Theo phòng nông nghiệp huyện cho biết, để kịp thời vụ, huyện đã tuyên truyền vận động bà con nông dân. Sau khi lúa đỏ đuôi, tập trung thu hoạch lúa mùa khẩn trương, giải phóng đất trồng cây vụ đông.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã hết thời gian thi công dự án thu gom nước thải theo kế hoạch, nhưng hiện hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hưng Yên chưa được hoàn thiện, gây khó khăn cho việc đi lại sinh hoạt của nhân dân. Cũng như các tuyến đường khác, tuyến đường tại ngõ 44 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lê Lợi cũng được triển khai thi công để phục vụ dự án thu gom nước thải của thành phố. Tuy nhiên, do tuyến đường thi công chậm, đường khó đi cộng với bóng điện ngay ngã ba bị hỏng một năm nay đã khiến cho việc đi lại sinh hoạt của bà con bị ảnh hưởng, thậm chí nhiều người bị thương tích do bị ngã tại đoạn đường này. Làm để lâu quá, nó sạt lở mấy đá này này, nó trôi. Thế là nên ở bóng điện cũng không có nữa. Thế là nhiều người tai nạn lắm rồi, nhiều người ngã lắm rồi. Thì đề nghị làm cho nhanh chóng cái giải tỏa cái đường này để cho chúng tôi đi lại. Cái tuyến đường như xử lý nước thải của thành phố này, mấy năm nay rồi nói chung là nó quá chậm. Đấy, cái tuyến đường Phạm Ngũ Lão từ ở trong cái chỗ Sơn Nam mở ra đi ra là gồ ghề. Thường thường tôi đi làm đến đấy là hầu như là bị tắc đường, liên tục xảy ra tai nạn. Đấy, tối hôm qua ngay tại chỗ, tại đây này, hai đồng chí coi như đang đi thì cái bắt đầu ngã, coi như tôi ra tôi nâng lên đấy. Theo dự án, thành phố Hưng Yên lắp đặt 18 km cống thu gom nước thải trên địa phận các phường Quang Trung, Lê Lợi, Minh Khai, Hồng Châu, Hiến Nam, An Tảo. Công trình thi công đến đâu sẽ được hoàn trả ngay mặt bằng vỉa hè đến đó và sẽ được hoàn thành vào tháng 7 năm 2019. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã quá thời gian là 2 tháng, công trình vẫn chưa được hoàn thiện. Hầu hết các tuyến đường mới được san lấp mà chưa hoàn thiện mặt bằng, ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt đi lại của người dân. Năm 2017, chúng tôi chưa đủ điều kiện thi công. Năm 2018, thời tiết rất khắc nghiệt, mưa nhiều với lượng mưa lớn, gây khó khăn rất lớn đến hoạt động thi công. Ngoài ra, do địa chất của thành phố Hưng Yên rất phức tạp, cho nên chúng tôi phải thay đổi thiết kế và biện pháp thi công để phù hợp với thực tế thi công. Chúng tôi sẽ huy động nhiều nhân lực và máy móc để tiến hành triển khai thi công nhiều hạng mục cùng lúc, đồng thời đang tiến hành hoàn thiện các công tác cuối cùng để có thể thi công giải thảm đường nhựa trên các trục đường chính vào tháng 10 để nhân dân đi lại thuận tiện. Bên cạnh đó, có thể nói một số nhà thầu phụ năng lực hạn chế, vì vậy đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Để phục vụ đi lại của nhân dân và dự án được triển khai theo đúng hạng mục công trình, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố Hưng Yên cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện mặt bằng trong thời gian sớm nhất. Nhờ tuyên truyền hiệu quả công tác huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn liền với phát triển nông nghiệp, nông thôn, an sinh xã hội, đến nay, nguồn vốn này đã giúp trên 6.000 hộ dân ở huyện Ân Thi thoát nghèo. Tính đến hết tháng 8, tổng nguồn vốn dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ân Thi đạt trên 333 tỷ đồng, với trên 9.000 khách hàng đang được vay vốn. Trong đó, nguồn vốn huyện ủy thác đạt trên 1,6 tỷ đồng, đã giúp thêm 61 hộ nghèo được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng đã giúp trên 1.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nguồn vốn phát triển kinh tế, góp phần xây dựng trên 1.500 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, giúp trên 700 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện cho con em theo học tại các trường đại học cao đẳng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Các địa phương của huyện Yên Mỹ đang tập trung xây dựng tu sửa nhà văn hóa thôn, phấn đấu hoàn thiện mới 13 nhà văn hóa thôn trong năm nay. Hiện nay, huyện Yên Mỹ có 13 nhà văn hóa thôn đang xây dựng và tu sửa 5 nhà văn hóa. Nhà văn hóa thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập đang xây dựng hoàn thiện. Đối với các xã Minh Châu và Trung Hòa chưa về đích nông thôn mới do còn thiếu tiêu chí văn hóa, xã Minh Châu đang khẩn trương thi công xây mới 4 nhà văn hóa của cả 4 thôn. Xã Trung Hòa do có 9 thôn thì có tới 6 nhà văn hóa cần xây mới. Được tỉnh, huyện hỗ trợ thêm vốn đầu tư, địa phương đang chuẩn bị có phương án thi công trong thời gian sớm nhất. Đến nay, huyện Văn Lâm đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang trình Hội đồng Thẩm định Trung ương xem xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Để có được kết quả này, ngoài sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương thì có sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp và nhân dân. Đây là con đường xóm ở thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh. Trước đây, con đường đất này rất nhỏ, chỉ rộng trên 2 mét nên khó khăn cho việc đi lại. Khi chính quyền địa phương có kế hoạch đầu tư nâng cấp con đường, gia đình ông Nguyễn Ngọc Ất
đã tin phong hiến hơn 100 mét vuông đất trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, ông còn vận động nhân dân xung quanh hiến đất để mở rộng đường. Đến nay, con đường đang được thi công có chiều rộng từ 5 mét đến 7 mét. Đất nhà tôi ấy là bảo con cháu từ những cây cối đến hơn chục cây to nhỏ. Ấy là bảo con cái tự chặt đi hết, không phải chờ. Không phải chờ đến giải phóng mặt bằng. Còn đây là con đường bê tông chính vào thôn Xuân Phao, xã Đại Đồng. Để có được con đường bê tông rộng với hai hàng hoa dọc đường như thế này, có sự đóng góp không nhỏ của ông Trần Văn Cường, một người con trong thôn. Năm 2018, thấy con đường vào thôn lầy lội, đi lại khó khăn, nhất là đối với các cháu mầm non, gia đình ông đã tiên phong xây dựng là 130 mét đường và đường ngõ xóm với kinh phí hơn 140 triệu đồng và vận động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng con đường này dài 500 mét, rộng 8 mét và cổng vào thôn với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Những công trình trong địa phương từ xây dựng các cái công trình văn hóa, sân vận động, đình chùa, gia đình đều là những người tiên phong ủng hộ. Đấy, sau đó bà con nhìn thấy và làm theo. Đấy, cái cổng làng đấy chúng tôi cũng vừa vận động một gia đình ủng hộ 200 triệu. Không chỉ các cá nhân hiến đất mở rộng và làm đường, trên địa bàn huyện còn có nhiều doanh nghiệp chung tay ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã nhận ủng hộ xây dựng mới 44 căn nhà cho người nghèo. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thanh Tùng, xã Đại Đồng ủng hộ xây dựng 2 căn nhà và cơ sở hạ tầng tặng quà cho các gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Tôi luôn luôn quan tâm đến các công tác từ thiện tại địa phương và giải quyết công ăn việc làm cho con em trong địa phương và luôn luôn quan tâm đến các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước cũng như là giúp các gia đình có chế độ chính sách và các gia đình đặc biệt khó khăn trong địa phương. Trong giai đoạn 2016 đến nay, nhân dân các xã ở huyện Văn Lâm đã góp và hiến trên 4.500 mét vuông đất, các doanh nghiệp ủng hộ gần 34 tỷ đồng, người con quê hương ủng hộ trên 16 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông đang diễn ra ở một số tuyến đường. Đáng chú ý, trên quốc lộ 5 đoạn đi qua thị xã Mỹ Hào, nhiều hộ nông dân chiếm dụng lòng đường để phơi thóc gây mất an toàn giao thông. Trên quốc lộ 5 đoạn đi qua thị xã Mỹ Hào, tình trạng người dân tận dụng lòng đường giao thông làm nơi phơi thóc. Không những thế, người dân còn dùng cả gạch đá, cây để che chắn khu vực phơi, không cho các phương tiện giao thông đi vào, gây ra những mối nguy hiểm khó lường, làm ảnh hưởng đến các phương tiện đi lại. Quốc lộ 5 là tuyến đường huyết mạch nên có rất nhiều xe chở hàng hóa, xe container lưu thông. Theo quy định tại khoản 2, điều 35 của luật giao thông đường bộ thì hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ là một trong những hành vi cản trở giao thông đường bộ bị nghiêm cấm. Trước tình trạng trên, Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã cần có biện pháp giải quyết cũng như tăng cường tuyên truyền đến các hộ vi phạm, không để những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Thời gian qua, nhiều người dân ở xã Đại Tập, huyện Khoái Châu phản ánh về tuyến đường dân sinh bị hư hỏng nặng bởi đoàn xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân nơi đây. Tuyến đường dân sinh nối từ đê bối ra đường DH204 là đường chính phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất của người dân xã Đại Tập. Theo ghi nhận, cả ngày lẫn đêm, trên đoạn đường dân sinh này có rất nhiều xe tải cỡ lớn đi ra từ các nhà máy sản xuất gạch, sau đó vận chuyển đi khắp nơi, khiến tuyến đường này bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân. Trời nắng thì xe chạy qua gây bụi mù mịt, trời mưa thì xuất hiện hàng trăm ổ gà, ổ voi, người tham gia giao thông đi lại nhiều lần bị ngã. Điều đáng nói là những xe chở vật liệu thường xuyên vận chuyển qua khu trường tiểu học của xã vào giờ các em tan học, trong khi đường hẹp gây mất an toàn giao thông. Nhiều xe có dấu hiệu chở vượt quá trọng tải cho phép nhưng vẫn lưu thông. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, mà còn khiến cho môi trường sống của người dân bị đe dọa nhưng chưa được cơ quan chức năng nào ngăn chặn xử lý. Thực hiện quyết định số 2455 ngày 6 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch nung nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Một số doanh nghiệp sản xuất gạch của tỉnh đã đầu tư xây dựng lò tuy len kiểu đĩa. Theo đó, toàn bộ khí thải của lò đều được xử lý qua hệ thống nước vôi trước khi xả thải ra ngoài. Đây là hình ảnh mô hình tổng thể của lò tuy len di động, hay còn gọi là lò quay hoặc lò đĩa. Còn đây là hình ảnh hệ thống lò hoàn chỉnh của công ty sản xuất gạch Tuân Thịnh Phát nằm trên địa bàn xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên. Dù lò đang hoạt động nhưng gần như không có khói bụi. Ông Nguyễn Hữu Tuynh, kỹ thuật vận hành lò cho biết, thân lò được kết cấu bằng thép đốt một lần, sau đó nhiệt sẽ truyền nối sang nhau, lò hoạt động tổng hợp liên tục từ sấy khô gạch mộc, nung và làm mát. Thay vì di chuyển gạch vào nung của công nghệ nung cũ, thì điểm khác biệt lớn nhất của công nghệ này là gạch mộc được xếp nguyên một vị trí, còn thân lò quay di chuyển. Nhờ đó, tỷ lệ gạch loại sau khi ra lò gần như không có. Trong khi đó, tỷ lệ than trộn giảm được 70% so với lò vòng cũ, và nếu sử dụng robot tự động để ép xếp gạch thì giảm được trên 50% lao động. Toàn bộ cái khói của lò này khi đốt ấy, thì là được các hệ thống quạt của lò nó hút dẫn xuống kênh nước vôi và dẫn ra ống khói. Chỗ chân ống khói là có một cái quạt lớn hút toàn bộ cái khói đó lên miệng ống khói. Khi đốt thì không nhìn thấy một chút khói nào tỏa ra ngoài. Theo kết quả quan trắc môi trường của công ty Tuân Thịnh Phát thực hiện tháng 9 năm 2019, các chỉ số như vi khí hậu, tiếng ồn, khí độc, nồng độ bụi đều nằm trong giới hạn cho phép. Cùng với công ty Tuân Thịnh Phát, trên địa bàn tỉnh đã có hai doanh nghiệp sản xuất gạch trên địa bàn huyện Khoái Châu là công ty Sông Hồng và công ty Vinh Phúc đang chuyển đổi từ công nghệ lò Hoffman sang công nghệ lò tuy len kiểu đĩa. Chúng tôi phải lựa chọn vào cái công nghệ mới để hướng cái bền vững lâu dài. Cái thứ nhất là công nghệ này nó dùng toàn bộ robot và máy móc, an toàn về môi trường, gọn gàng sạch sẽ, giảm thiểu được tối đa công nhân so với lò cũ. Theo quyết định số 2455 QĐ-UBND ngày 6 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, thì việc chuyển đổi các mô hình sản xuất gạch sang công nghệ tuy len hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, hiện tiến độ chuyển đổi rất chậm. Sáng nay, tại Viện Đại học Mở Cơ sở 2, Ban Chỉ đạo Hiến máu Tình nguyện huyện Văn Giang phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu Tình nguyện lần 2 năm 2018. Tham gia đăng ký hiến máu lần này có 350 người, trong đó có hơn 60 sinh viên Viện Đại học Mở. Tại Ngày hội Hiến máu Tình nguyện lần này, có nhiều người tham gia hiến máu trên 10 lần, như anh Nguyễn Tiến Việt ở xã Mễ Sở 16 lần, anh Bì Văn Nam ở xã Liên Nghĩa, anh Nguyễn Đức Phúc xã Xuân Quan, anh Hoàng Đình Tùng xã Thăng Lợi. Có những người trên 50 tuổi và có cả cặp vợ chồng cùng tham gia hiến máu. Kết quả thu được 256 đơn vị máu. Những giọt máu hồng tình nguyện thu được sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu của các bệnh viện hiện nay, đồng thời mang đến niềm tin, hy vọng về sự sống cho các bệnh nhân. Sáng nay ngày 7 tháng 10, Công an thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện thi thể một phụ nữ tại Nghĩa Trang thôn Hạ, thị trấn Khoái Châu. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Ca, sinh năm 1983 ở khu phố Thông Quan, thị trấn Khoái Châu. Trên cổ nạn nhân có nhiều vết bầm tím. Theo điều tra ban đầu, nghi phạm sát hại chị Ca được xác định là Đặng Văn Hát, sinh năm 1977 ở thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng. Được biết, Hát có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Sau khi gây ra vụ việc, Hát đã uống thuốc sâu tự tử, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Nối. Công an huyện Khoái Châu đang phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.